Từ ngày 1 tháng 7, một trong những nội dung quan trọng của luật căn cước là đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Liên quan tới các nội dung mới này, ngày 8 tháng 3, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an C06 cho biết, căn cước công dân được cấp trước ngày luật căn cước có hiệu lực thi hành, có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Những công dân khi có nhu cầu sẽ được cấp đổi sang thẻ căn cước mới. Đại tá Vũ Văn Tấn cũng thông tin, từ ngày 1 tháng 7, những trường hợp phải làm thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước gồm công dân đủ 14 tuổi chưa được cấp thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, công dân đã có thẻ căn cước công dân nhưng hết thời hạn sử dụng. Theo dự tính, sau khi luật căn cước có hiệu lực, trung bình hàng năm Bộ Công an sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước cho khoảng 10 triệu trường hợp, trong đó bao gồm 3 triệu thẻ cấp mới cho công dân đến độ tuổi và các trường hợp trẻ em có nhu cầu, 4 triệu thẻ cho các trường hợp đổi thẻ và 3 triệu thẻ cho các trường hợp cấp lại. Trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, dự tính Bộ Công an sẽ cấp khoảng 15 triệu thẻ căn cước, gồm 5 triệu thẻ cấp mới cho các trường hợp đủ 14 tuổi và các trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi có nhu cầu, 3 triệu thẻ đối với các trường hợp công dân bắt buộc phải đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước do hết hạn sử dụng. Để tránh trường hợp người dân ồ ạt đi làm thẻ căn cước mới, Đại tá Vũ Văn Tấn cho biết, đợt cấp tới chủ yếu là các trường hợp công dân đủ 14 tuổi, các trường hợp đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước do hết hạn sử dụng, thay đổi thông tin, các trường hợp cấp lại thẻ căn cước do bị mất và các trường hợp công dân thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo nhu cầu của công dân,